Theo kế hoạch, ngày 28 tháng 7 trên địa bàn tỉnh bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 3, mở rộng thêm 16 nhóm đối tượng, trong đó có người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi. Vậy những trường hợp này cần lưu ý gì khi tiêm chủng? Sau đây là tư vấn của bác sĩ Trần Văn Thiện, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Mời quý vị khán giả theo dõi. Thưa bác sĩ, đợt này người cao tuổi là một trong những đối tượng được ưu tiên tiêm phòng COVID-19. Vậy bác sĩ có khuyến cáo gì đối với người cao tuổi khi đi tiêm phòng ạ? Với người cao tuổi thì chúng tôi lưu ý như sau. Thứ nhất là trước khi đi tiêm chủng thì cần phải có cái thời gian nghỉ ngơi, ăn uống dinh dưỡng hợp lý và chuẩn bị tâm lý tốt, cũng như là không dùng các cái chất rượu bia và chất kích thích trong vòng khoảng 3 ngày trước khi tiêm chủng. Kèm với đó là chuẩn bị các cái giấy tờ cũng như là sổ khám bệnh và những cái tiền sử sức khỏe để khi đi tiêm chủng thì chúng ta mang theo. Và cùng với đó nữa thì phải thông báo cho người thân và những người trong gia đình được biết về cái lịch tiêm chủng của mình, để khi đi tiêm chủng về thì có người thân và người trong gia đình sẽ ở cùng với những người đi tiêm chủng về khoảng 3 ngày. Vậy riêng đối với người cao tuổi mà mắc bệnh mãn tính thì có cần đặc biệt phải lưu ý gì không ạ? Đối với những người mà có bệnh mãn tính, chúng ta cần phải thông báo rõ về cái tình trạng sức khỏe, cái tiền sử mắc bệnh, tiền sử dị ứng. Đặc biệt là đối với những người mà ung thư giai đoạn cuối, những người suy giảm miễn dịch, hoặc những người đang phải điều trị những cái thuốc như globulin miễn dịch người, hoặc là corticoid liều cao trong cái thời gian gần từ 14 ngày, hoặc là globulin miễn dịch là 6 tháng, thì những trường hợp này phải hoãn tiêm. Còn đối với những trường hợp mà thuộc diện được tiêm chủng mà mắc bệnh mãn tính, như là bệnh có tiền sử dị ứng, những cái bệnh lý về tim mạch đã điều trị ổn định, hoặc là những người có cái mất tri giác và mất năng lực hành vi, thì cần phải được tiêm tại cơ sở y tế, cụ thể ở đây là bệnh viện, để sau khi tiêm thì nếu như có những trường hợp phản ứng bất thường thì có cái xử trí kịp thời để đảm bảo không có những cái điều đáng tiếc xảy ra. Thưa bác sĩ, vậy sau khi tiêm về nhà, người cao tuổi có những dấu hiệu như thế nào thì cần phải đến ngay cơ sở y tế ạ? Thứ nhất là khi xuất hiện cái dấu hiệu có cảm giác tê ở quanh môi hoặc quanh miệng hoặc quanh lưỡi. Thứ hai nữa, ở da thì chúng ta thấy bắt đầu có xuất hiện những cái nốt mài đay, sẩn và đỏ hoặc chảy máu xuất hiện trên da. Thứ ba nữa là về thần kinh thì có những cái triệu chứng như là bệnh nhân đau đầu kéo dài và có thể dẫn đến lu lẫn hoặc hôn mê. Bên cạnh đó thì về tim mạch thì cần phải chú ý một số các cái triệu chứng như là tức ngực, hồi hộp và cái việc đau tức ngực này nó kéo dài. Tiếp đến nữa là về tiêu hóa thì bệnh nhân có dấu hiệu như là nôn, buồn nôn hoặc là đại tiểu tiện một cách bất thường. Về cái dấu hiệu về đường hô hấp thì bệnh nhân là cảm thấy như là thở rít, khó thở hoặc là tím tái. Ở toàn thân thì bệnh nhân sẽ cảm thấy như là chóng mặt, say sẩm mặt mày, mà có cảm giác như là muốn ngã và bệnh nhân mệt bất thường. Cùng với đó là bệnh nhân phải có sốt cao liên tục và không hạ sốt, không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải chú ý là sau khi mà chúng ta tiêm về mà xuất hiện những dấu hiệu mà tôi nêu trên ấy, thì chúng ta cần phải đến cơ sở y tế ngay. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ.